Trường tiểu học hoàn trả gần 250 triệu đồng tiền lạm thu ngay trong đêm. Tối qua ngày 28 tháng 9, trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã họp phụ huynh lớp 1, trường hợp của lớp 1/2 và hoàn trả gần 250 triệu đồng do lạm thu trước đó. Mỗi phụ huynh nhận lại hơn 9 triệu đồng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Thạnh xác định những khoản thu chi ở lớp 1/2 trường tiểu học Hồng Hà không đúng quy định. Phòng đã chỉ đạo nhà trường trả lại tiền. Số tiền trả lại cho phụ huynh là các khoản đã chi cho công trình cải tạo lớp học do ban đại diện cha mẹ học sinh đã quyết với gần 228 triệu đồng, gồm các hạng mục như ứng trước cho nhà thầu sửa chữa phòng học 150 triệu, chi thanh toán sửa chữa phòng học 50 triệu, sơn bàn ghế, lát gạch lớp 5,5 triệu đồng, mua micro 1,5 triệu đồng, trả tiền còn lại cho nhà thầu 20 triệu đồng. Khoản chi 20,5 triệu đồng gồm các hạng mục như tiền ăn uống, chi văn nghệ, hỗ trợ cô giáo, làm lồng đèn, internet, trung thu, riêng khoản tiền 12,7 triệu đồng mua đồ dùng cho học sinh và quà ngày tựu trường. Ban đại diện vẫn chi khoản này. Liên quan đến việc này, bà Huỳnh Ngọc Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 bị nhà trường phê bình, còn bà Bùi Thị Hải Yến, hiệu trưởng nhà trường bị Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Thạnh phê bình vì chưa thực hiện tốt vai trò quản lý, chưa thực hiện đúng quy trình vận động, công tác thu chi quỹ hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh.